các bạn thân mến, một khoảng lặng của chiến tranh cũng là khoảng lặng của nỗi lòng người lính. Tùng chìm vào cõi riêng của mình khi anh gảy đàn guitar theo yêu cầu của bọn tàn quân. Ký ức anh trôi miên man về kỷ niệm tuổi học trò với cô bạn gái Hà Nội. Tùng không còn nhớ nữa mình đã làm tù binh bao nhiêu ngày. Cảm giác vô thời gian cùng nỗi hoang mang khủng khiếp, anh như hoảng loạn. Bọn tàn quân Pol Pot cũng mất hết nhuệ khí, tốc độ đi chậm lại. Tất cả mọi thứ đều chịu nặng dù số thịt da tên chỉ huy Lục Thum đã hao ngót đi. Tùng dùng mình với chặng đường khiêng cáng viên chỉ huy, chân mỏi, tay rụp, run cùng cơn khát khô cổ. Cả bọn bắt đầu chán nản, cả y tá Câm Sally cũng ẻ oải, kiệt quệ. Đêm chậm chậm vào sâu, y tá Câm ngủ gà ngủ gật trong khi Tùng bỗng bị côn trùng đốt khiến anh cảm giác đau đớn lẫn tủi thân, chỉ muốn khóc mà không khóc được. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan. Ngồi một lúc rồi vết rết cắn cũng dịu. Tùng cố dỗ giấc ngủ đến. Anh biết chỉ có ngủ thì mới giữ được sức khỏe đường trường. Cứ kiểu cách này thì cái cáng khiêng tên chỉ huy tàn quân Pol Pot còn nhũng nhãng đè sát trên vai anh lâu dài. Giấc ngủ chưa vào thì lại chập chờn những hình ảnh kinh dị ban ngày, ám ảnh, vừa khiếp sợ vừa bất an trong màn đêm tuyệt vọng. Tùng chợt nhớ đến chặng đường phải khiêng cáng tên chỉ huy tàn quân Pol Pot mà dùng cả mình. Mệt mỏi khiêng, khổ sở khiêng, kinh hãi cũng khiêng. Khiêng võng ni lông, đôi khi nó đung đưa, nhùng nhằng, trao lắc như đánh võng du trẻ con nhà quê ngủ. Làm đòn khiêng xoay đi xoay lại trên vai, gian rát đầu nhưng có vẻ vẫn dễ chịu hơn khiêng ông lớn trên chõng tre. Mồ hôi nhấp nhính trên vai áo và đọng giọt trên cái gáy trần của Sally. Cô gái Câm hơi cúi đầu, lầm lũi bước. Cái dáng nhẫn nhịu chịu đựng thì phụ nữ sắc tộc nào cũng có, kể cả những cô gái Tây dù nổi loạn đến bao nhiêu cũng không thoát được thân phận phái yếu. Cho đến lúc này, Tùng vẫn chưa hình dung được tấn bi kịch của anh và cô gái Khmer có đi được đến cuối cuộc hành trình khốn khổ hay không. Bỗng nhiên, người Tùng chao đảo, mắt hoa lên. Mắt hoa lên không phải bị say nắng hay quá mệt nhọc, mà bởi hình ảnh mấy con giòi bò lổm nhổm ở vai và gáy cô gái Câm đang khiêng cáng đi trước. Nàng ta vẫn không hay biết và nhẫn nại, bước từng bước vững chắc. Tò mò nhưng sợ hãi, Tùng chưa kịp bảo cô gái Câm cẩn thận kẻo giòi bò vào trong lỗ tai, thì anh nhìn thấy hàng đàn giòi lúc nhúc trước mặt. Những con giòi màu trắng, bé như cái kim, to bằng đầu tăm, chen chúc bò và nghí ngóc đầu nhọn. Giòi bò nhun nhún trên nền vải võng ni lông, giòi bò nhăn nhoắn theo đòn khiêng, giòi rơi lả tả xuống cái chân bị thương bốc mùi đang nhung nhúc đồng loại. Giòi bò mải miết trên vai áo, leo lên gáy, chui vào cổ cô gái Câm. Khiếp đạm quá, lần đầu tiên trong đời Tùng nhìn thấy hàng đàn giòi trắng lảng nhạn, không đếm xuể. Đột ngột, cô y tá Câm co rúm thân người lại. Cô từ từ khuỵu xuống, khiến Tùng cũng hạ võng thấp dần. Ui, thân xác viên chỉ huy và võng ni lông tiếp đất. Ê, cái đòn khiêng rớt theo. Ông lớn giật mình, kêu ồ ồ như bò bị chọc tiết vì đau đớn, nhức buốt. Và chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tay trái thò móc tận trong cóc xê, tay phải luồn miết xuống tận bụng dưới và hai háng, co cứng các cơ, kéo rút các gân. Cô y tá Câm không cử động được, miệng kêu rõ thành lời. Rồi! Ngay sau đó, cô gái Câm lại khàn tiếng và phát ra những âm thanh u ơ, chỉ có trời và ông lớn mới hiểu. Tùng đã qua cơn choáng. Anh chạy đến xòe bàn tay học trò gầy xanh, phủi tới tấp giỏi trên lưng, vai áo cô gái Câm. Anh mở toang cúc áo cô gái, chật cóc xê của cô ra, rồi chúm miệng sát bầu ngực thổi phù phù. Cô gái Câm tóc xả rông lên và thò bàn tay xoa, phủi giống côn trùng kinh tởm đang lần mò trong vùng nhạy cảm, kín đáo. Gã lính áo đen mò lại gần. Mẹ kiếp, thằng Thuôn, ai khiến mày? Tùng lặng người nhìn đôi mắt vằn vện có những tia máu đỏ hẳn lên của gã lính áo đen. Anh bắt gặp sự ghen tuông bốc đồng dữ dội của gã. Thì đấy, tao nhường cho mày phủi soi, che chở cho cô ấy đấy. Nghĩ thế,
rồi Tùng quay lưng bước. Gã lính áo đen thò những ngón tay thô sần cóc cáy lên vai Sally. Gã chùm chùm cái miệng, thổi bay các con giòi trên cổ cô gái câm. Cô so rút người lại, nhìn hai vành môi đang loe cái miệng thổi lửa còn sợ hơn cả lúc đột ngột phát hiện ra giòi bỏ trong cóc dê và dưới đùi. Lại thêm một lần giật mình nữa, cô y tá câm vùng căng chạy ra phía sau lùm cây sơ xác lá. Cô lột tốc áo ra khỏi đầu và rũ rũ, cô tụt xà rông và đập vào gốc cây diệt giòi. Còn gã lính áo đen thì chìa bộ răng vồ ra, cười nhăn nhở như đời ươi vừa bắt được tay người. Tùng đã đọc ở đâu đó, giòi thực ra là một dạng ấu trùng tồn tại trong vòng đời của ruồi. Ruồi đẻ trứng vào các nơi nước đọng ẩm thấp, các sinh vật, động vật giữa thối và cả chỗ vết thương hở của các chiến binh. Rất nhanh, chỉ sau khoảng 10 tiếng đồng hồ là trứng ruồi nở thành giòi, và giòi cũng lớn rất nhanh, bắt đầu ăn. Tùng biết chắc chắn những con giòi ghê gớm này chưa đến vòng đời trưởng thành, chưa biết tìm đường di chuyển, tìm đến nơi ở mới để biến thành nhộng, chờ ngày phá kén trở thành ruồi. Có lẽ giòi nhiều quá, chúng chen nhau nhung nhúc, bị rơi ra. Quá trình khiêng võng trao lắc cũng làm chúng lăn khỏi miệng vết thương đang hoại tử của ông lớn. Càng nghĩ, Tùng càng kinh sợ nghẹt ra, nổi cả gai ốc. Càng nghĩ càng ám ảnh, trong anh xuất hiện cảm giác nhồn nhột, dâm gian khắp thân người. Thì ra, giòi cũng đã bò vào trong áo quần và chúng chui rúc mọi chốn mọi nơi kín đáo của Tùng. Hai cổ tay anh bị giằng néo với nhau bằng sợi dây mềm, rất khó tự xoay sở. Chẳng thể thò bàn tay vào trong lần vải quần để xoa, phủi hay bắt giết thứ sinh vật ghê gớm này. Vậy thì lăn. Tùng lăn đi lăn lại thân người trên cỏ vàng ấy. Anh ép chân, ngoẹo cổ, khép cánh tay, trà sát vào da thịt mình để giết giỏi. Thấp thoáng qua các lùm cây xùm xòa sắc dơ là một thân hình con gái da màu đồng hun. Tùng vẫn nhận ra cái dáng mềm cúi xuống ngẩng lên, xoay sang trái, quay lại phải và đôi bàn tay vuốt giỏ dẫm trên da thịt. Thì ra, cô gái cầm đã cởi tung hết xà rông, áo, quần slip, cóc dê vứt vương vãi trên cỏ cháy vàng, đang dò tìm đến con giòi cuối cùng chu du trên cơ thể ngọc ngà của mình. Nhưng còn một hình ảnh bất ngờ ngay trước mắt khiến anh kinh ngạc nhất từ khi bị bắt làm tù binh đến lúc này. Trong khi gã lính áo đen đang thích thú, nhăn nhở cười trên nỗi hốt hoảng khiếp sợ giòi của đồng loại, thì ông lớn vẫn nhẫn nại, tỉ mẩn, nhặt từng con giòi bỏ vào lọ penicillin. Điên rồi, tên chỉ huy tàn quân Bôn Pốt điên thật rồi. Tùng cũng cảm thấy không kiểm soát được mình, người ngợm, điên đú, hét toáng lên. Giòi! Một cú đá vào bạng mỡ đau điếng, gã lính áo đen đứng cao tồng ngồng, bóng tối của gã đổ xuống mặt Tùng. Mẹ kiếp, mày ú ớ làm cái trò gì vậy? Tùng đau quá, anh lồm cồm bò dậy thì cô gái câm đã xả xuống che chắn để cú đá thứ hai của gã lính áo đen phải dừng. Lại thêm một câu chửi nữa. Thằng chó, mày điên à? La hét thế thì cha nội mày ngủ sao được? Lúc này, Tùng mới tỉnh táo hẳn. Anh nhận ra, giòi bỏ ám ảnh đến mức không kiểm soát được mình cả khi giấc ngủ đang đến. Trăng rừng đỏ như máu. Cứ như ai đó cắt một miếng tiết trong đĩa rồi quẳng lên không trung và cứ neo mãi trên bầu trời. Đêm dài ra như không chịu sáng. Cái điểm loạn lạc cứ lơ lửng trên trời cấp báo cho loài người nhỏ bé tội nghiệp rằng chiến tranh chưa bao giờ hết và không bao giờ hết. Tùng đang ở trong tình trạng mịt mùng, sa ngái và tuyệt vọng. Chết, chết là hết. Rất dễ bị xóa hết mọi dấu vết. Rất dễ không ai còn biết Tùng đã từng có mặt trên cõi đời. Kiếp người sao ngắn ngủi và vô tích sự đến thế. Có người. Lại cái giọng hốt hoảng kéo dài của Sally. Thật lạ, cô y tá câm chỉ bật thành lời ở những khoảnh khắc ú tim, đe dọa, hiểm nguy. Phản xạ tự vệ của lính chiến bao giờ cũng mau lẹ, dù là giấc ngủ gà gật hay cái chết đang rình rập. Ông lớn đang nằm chềnh ảnh trên cỏ, đắp một tàu lá chuối lên mặt, bèn lật sắp lại, ngón trỏ lại đặt vào vòng cỏ và căng mắt nhìn. Áo xanh thu mình nép sát vào thân cây dầu. Gã lính áo đen quơ vội cây súng,
lom khom bước lại gần Sally đang rúm người bên bụi cây. Cô gái câm cuống cuồng chỉ tay vào những lùm cây xa xa, nửa tối nửa sáng, đang tưới đẫm ánh trăng đỏ. Đám lá cây vẫn còn run lầy bầy nhấp nhô, cứ như có người vừa chui ở đó ra. Cô y tá câm nép sát người vào gã lính áo đen, chống ngực đập thình thình, tay run và thân người mềm nhũn ra. Chẳng biết cái hình nhân kỳ dị đến mức nào khiến cô gái câm như bị bắt mất hồn, mất vía. Gã lính áo đen vẫn lì lợm và vượt qua cơn sợ hãi. Gã len lén kéo cô gái câm chui hẳn vào trong bóng tối bụi cây đang đổ dài. Cả hai chìm nghỉm vào tăm tối. Nhưng nhìn rõ dưới ánh trăng, hai khẩu súng lại hớ hênh thò ra khỏi bóng tối, chĩa về phía Tùng đang bị trói. Im lặng kéo dài, có dễ đến chục phút. Căng thẳng, ngộp thở, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì thêm. Gã lính áo đen nghĩ, hay là có con lợn rừng nào đi ăn đêm? Tên chỉ huy đa nghi, phán đoán rộng hơn. Có lẽ có một thằng lính nào sống sót trong trận đánh nhau vừa qua, chạy vào rừng rồi đang ẩn hiện theo dõi bọn ta ư? Nhất cử nhất động của cả bọn sẽ không qua mắt kẻ lạ mặt ấy. Nhưng vì sao kẻ lạ ấy không động thủ? Tùng nghĩ đến một đồng đội nào còn sống sót, chạy thoát khỏi trận đánh chiều hôm trước và đang chui rúc trong rừng và bám theo đám người vừa địch vừa ta này. Một chút hy vọng lóe lên trong đầu Tùng. Thêm đồng đội sẽ thêm cơ hội sống sót. Có lẽ vẫn là thằng Quân Kiều đã bỏ anh em chạy thoát thân giữa lúc trận đánh đang tanh bành, ác liệt. Nhưng sao từ qua đến nay gã không nổ súng? Cơ hội tập kích đám tàn quân Pol Pot này rất nhiều. Sao gã không hành động? Một lát sau, bóng tối bụi cây đang trùm lên cả gã lính áo đen và cô gái câm. Lá cây rung rinh, xô dạt. Lúc này, trăng như miếng tiết đỏ trên trời đã hơi ngả về phía tây. Bóng bụi cây càng đổ dài dưới ánh trăng mờ ảo. Tiếng động sột soạt và cả tiếng người rên rỉ. Ông lớn sốt ruột kêu. Dồ, ta biết mày đang làm gì rồi. Gác kỹ đấy. Nghe rõ rồi. Tiếng đáp vội buông xa rồi lặng im. Im lặng thêm một lát, lại có tiếng lá lào xào, nhìn được cả cành cây rung. Tên chỉ huy lại gọi dập. Con y tá đâu? Ta đau quá, ta đau quá. Tiếng động ngưng bặt, không có tiếng đáp lại. Tùng căng tai nghe và căng mắt nhìn vào màn đêm trăng mờ ảo. Cũng chỉ là thói tò mò bản năng của con người trước con người hành động bản năng. Đột ngột, cô y tá câm sộc sộc chạy ra khỏi bóng tối lùm cây. Ánh trăng đổ tràn xuống áo trễ, tụt khỏi hai vai trần. Vú lộ ra căng đầy. Một tay cô kéo áo lên che ngực hở. Một tay kéo xả rông vừa bị tóc che đùi. Cúi gục đầu, ngồi chệt bên ụ mối. Cô y tá câm khóc. Tiếng khóc sụt sịt lẫn tiếng u ơ, hoang hoải. Chẳng biết tiếng khóc thích thú, sung sướng hay bẽ bàng, chớ trêu. Gã lính áo đen, hai tay cầm hai cây súng bước ra đám trống. Gã ngước mặt nhìn vần trăng đỏ như tiết, rồi nhăn nhở cười. Cái mồm vầu há hốc hất lên trời, giống con đười ươi cười sự ống, dù là cái tay người đã rút ra rồi. Khắp Phnom Penh không còn trường học nào, chỉ còn một trường trung học Tung Sleng nổi tiếng lừng lẫy thế giới vì được Pol Pot biến thành một trại giam. Các chiến sĩ cách mạng chiếm trại giam, tìm thấy một kho đầy ắp quần áo cũ mà bọn ác ôn Pol Pot lột của những người tù trước khi giết họ. Báo Quân đội Nhân dân ngày 16 tháng 3 năm 1979. Dưới những bóng cây tăm tối, chuyện gì của con người cũng có thể xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ được và cũng chẳng đoán định hai người lính phía bên kia có đang làm chuyện đực cái trong lùm cây hay không. Ngày còn nhỏ, có đôi ba lần được bọn trẻ con hàng phố rủ đi xem các anh chị lớn hôn nhau ở công viên. Thằng nọ theo thằng kia chui rào, bí mật bò, tiềm nhập vào sát các đôi nam nữ đang ngồi ôm nhau dưới các bóng tối lùm cây. Tiếng cười xúc xích, tiếng thở hổn hển, tiếng nài nỉ của con trai, tiếng nũng nịu của con gái, tiếng rên rỉ. Chẳng thấy gì ngoài tiếng động phát ra lúc rụt rè, lúc đột nhiên không kìm giữ của các cặp trai gái và nhịp thở của chính mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể phụ nữ đầy trần. Cũng có khi bọn tôi trèo lên ngọn cây và đổ bê tông trên đó, âm thầm chờ đợi, mục kích sở thị.
chuyện trai gái hẹn hò, đứng ngồi dưới gốc ôm hôn nhau, sờ soạng làm tình. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ tôi được nhìn rõ dù chỉ một phần da thịt con gái khỏa trần. Vậy mà, mỗi khi nghịch ngợm đi nhòm trộm trai gái hẹn hò, lúc về, mấy anh lớn cứ thao thao kể lại chiến công như một niềm tự hào chói chang, khiến bọn nhỏ chúng tôi vô cùng thèm muốn. Anh lớn này háo hức kể: "Tối nay, tao thấy thằng cắt tóc đít vịt mở cúc áo con bé áo đỏ. Con bé ấy cứ để yên. Thằng ấy móc cả cóc xê ra. Con bé vẫn để yên. Trời đất ơi, lồ lộ hai quả lê trắng mịn căng tròn. Thằng kia lúc đầu còn xoa nắn hai bàn tay, về sau gã úp mặt vào. Mẹ kiếp, nó hôn hay nó bú nhỉ? Tao ở xa không nhìn thấy rõ." Tôi tò mò thích thú, nhưng thấy rõ sự vô lý, bèn hỏi: "Hôn hay bú anh còn không biết, mà lại nhìn thấy hai quả lê căng tròn trắng mịn?" Anh lớn ấy bảo: "Thật mà, tao nói điêu, tao nhảy xuống hồ Bảy Mẫu, tao chết." Anh lớn kia thao thiết kể: "Mày nhìn thấy không hấp dẫn bằng tao thấy. Tối nay, tao lại đến gốc cây cuối vườn hoa. Kỳ như rằng, cặp trai gái ấy đã đến trước. Dùng món trinh sát bò vào đồn giặc nhé. Cha mẹ ơi, đôi trai gái ấy làm tình say đến mức họ đếch biết có thằng giai mới lớn đang bò lại gần, nên cứ rên ư ử như chó mùa động dục." Anh lớn dừng lại chỉ vào tôi: "Như chó nhà mày ấy, hôm sau nhốt vào." Tôi rụt rè e thẹn, trong lúc bọn lao nhau thi nhau rục rã, kể tiếp đi, kể tiếp đi. Anh lớn kia lại thao thao: "Thằng kia cũng bặm trợn, nó tốc váy con bé lên, hai đùi trắng dài, thon, mịn màng lộ ra." Ngực tôi nhói một cái. Thằng kia thò tay vuốt, mơn man, rồi lần mò, thọc vào quần chít. Con bé rít lên và ôm quặp lấy cổ thằng dai. Thằng dai kéo tụt cái quần lót con xuống. Tôi nghẹt thở, chống ngực đập thì thùng. Thằng kia xoay người, vụt mặt vào giữa háng con bé. Thế là toi, tao chẳng thấy cái mẹ gì nữa. Anh lớn ấy kể đến đó rồi cười ha hả. Cả bọn cười theo, tôi vẫn cứ nghi ngờ. Trong bóng cây tăm tối như thế mà anh vẫn nhìn thấy là thế nào? Anh lớn ấy bảo: "Cái thằng này hay truy vấn. Tao nói sai, tao nhảy xuống sông Hồng giữa mùa lũ tử tử. Không tin chúng mày xem, đũng quần tao ướt đẫm đây này." Anh lớn nói xong, chộp lấy tay tôi ấn vào đũng quần ướt. Nhơn nhớt, nhấp nhính. Tôi chẳng biết nó là cái gì, nhưng bỗng thấy toàn thân người xốn sang dạo dực. Tôi vẫn đổ rằng bọn con trai mò mẫm vào công viên, mỗi đứa bò đến một bóng cây nhòm trộm trai gái tự tình. Chẳng thấy mẹ gì đâu, nhưng lúc về cứ vịa ra, gầy rông dốc như người trong cuộc, với niềm tự hào như mình vừa trực tiếp lập chiến công chói lọi. Cũng đôi ba lần đi lấy nước, tôi tình cờ bắt gặp chị hàng phố có chồng đi chiến trường ca, ngồi giặt bên vòi nước tập thể, hớ hênh để cổ áo trễ xuống, hở cả chân vú. À quên, nhìn thấy cả cái mông chị ấy căng mượt, nổi hằn gân quần lót, rồi tưởng tượng. Nhưng ám ảnh nhất vẫn là cái khe ngực sâu, mỗi lần ngực chị ấy tì lên đầu gối là hai vú khít lại, trồi lên như thể muốn nhảy ra khỏi cóc xê mút trắng hồng. Cho đến lúc này, lúc tôi đang bị bắt làm tù binh và lạc giữa rừng biên, vốn liếng về cơ thể đàn bà con gái chỉ có thế. Đói khát cùng với bao nhiêu tâm trạng bơ vơ, hoang mang, sợ hãi đi qua, lặp lại, rồi những ký ức thời tuổi thơ, tuổi thằng dai đang lớn ở phố lại hiện lên. Thế cũng hay, thế cũng tốt, bởi khi ký ức trỗi lên thì nỗi sợ hãi lắng xuống, thậm chí có lúc mất hẳn. Trên bàn tên cai ngục nhà thù Tung Sleng đã chạy trốn, còn lay lắt cuốn sách thuộc loại gối đầu giường của lính Pol Pot, Trai và Gái làm cách mạng, sách in theo kiểu sách đỏ Trung Quốc, hầu hết bài và ảnh trong sách Hò Hét Đánh Việt Nam, Báo Quân Đội Nhân Dân ngày 16 tháng 3 năm 1979. Nếu lúc này chết được thì tôi đã cắn lưỡi chết luôn rồi. Tôi không hiểu sao mình lại làm được cái chuyện được cái với thằng Xô như gà vịt một cách mau chóng thế. Tôi nứng quá chăng? Không đâu, mồ hôi và quần áo con đực ấy hôi mù. Mất hết cả cảm hứng, tôi thiết gì? Sợ hãi chăng? Có thể lắm. Tôi đã nhìn thấy con dã nhân trong đêm y như người tiền sử. Đầu tóc nó rũ rượi chẳng khác đời ươi, đôi tay lông lá xồm xoàm, răng chìa ra
nhô cả lợi đỏ như răng vượn cười với tôi. Tay tôi run lẩy bẩy và co rúm người lại. Thằng Dô chủ động kéo tôi vào lòng, và từ trạng thái cơ thể mềm nhũn khiếp sợ, tôi cảm thấy vững tin, bình yên. Thằng Dô ôm lấy eo tôi, kéo vào bóng tối bụi cây. Tôi cứ để yên. Thằng Dô thò tay vào trong áo. Tôi cứ để yên. Nhưng hình ảnh dã nhân vẫn chưa mất hẳn trong đầu tôi, lại hiện lên trong lúc bàn tay cứng thô ráp của thằng Dô cứ giày vò cặp vú, rồi lần mò xuống eo hông, dò dẫm trong quần lót, thọc xuống đám lông mu, rồi mơn trớn hai đùi non, xoa đi miết lại giữa hai háng tôi. Tôi vẫn cứ để yên. Hình ảnh con dã nhân mất dần. Tôi đã dám mở mắt trong lúc thằng Dô nong tay vào xả rông, lột hẳn quần lót của tôi ra. Tôi cứ để yên. Cả thân người cứng như thép nóng hổi chồm lên người tôi. Tôi cứ để yên. Một đầu gối và một tay thằng Dô gạt banh hai đùi tôi rộng ngoác ra. Tôi cứ để yên. Một thỏi thịt ấm nóng đâm vào giữa háng tôi. Lại một cú đâm nữa. Không đau đớn như một năm trước, hai thằng lính áo đen gầy và béo thay nhau giày vò tôi, nhưng cũng chẳng mê mẩn sung sướng gì. Tôi chỉ cảm thấy bình an và quên hẳn hình ảnh gớm ghiếc của con dã nhân nhe nhởn răng cười với tôi. Mọi việc chóng vánh qua nhanh, không hứng thú và cũng chẳng hận thù căm tức. Chỉ một chút bẽ bàng và buồn, rồi nước mắt rơi. Tôi không thể đem chuyện thằng Dô vừa tốc xà rông đè tôi ra báo cáo với Lục Thum. Không hẳn thằng lính áo đen cưỡng hiếp tôi, mà cũng chẳng thể nói tôi hoàn toàn thích thú đồng tình. Cái thân gái đã tan nát rồi, có giày vò thêm cũng chẳng tan nát hơn. Mách với Lục Thum để làm gì? Chẳng để làm gì. Họa chăng Lục Thum có thể trừng trị thằng Dô như đã từng hành quyết hai tên lính áo đen béo và gầy giày vò tôi dạo trước. Ngày ấy, cả hai thằng đàn ông lúc chồm lên người tôi thì cuồng dại hung dữ như con bò đến mùa động dục, nhưng đứng trước Lục Thum thì im lặng như hến và nhũn như con chi chi. Hai cái đầu cúi gằm, thân người bất động như tượng gỗ. Lục Thum đi đi lại lại trước mặt hai tên lính thuộc quyền, mặt lạnh lùng, tàn nhẫn. Ta lệnh cho chúng mày tập kích bệnh xá quân đội cách mạng Campuchia, hoặc mai phục bắt cóc lấy một con y sĩ hay y tá là nhiệm vụ hàng đầu. Đã đánh đấm như con cờ. Một tiểu đội đủ tập kích bọn quen tay, tiêm tay phát thuốc. Mà lúc trở về chỉ còn hai móng. Nữ tù binh cần phải giữ gìn bảo toàn thân thể thì lại giở trò thay nhau hãm hiếp. Không nghĩ trước tính sau, chúng mày giày vò con y tá đến thân tàn ma dại. Nó chết, lấy ai băng bó cứu chữa khi chúng mày bị thương? Hai thằng lính áo đen vẫn im lặng. Cơn thịnh nộ của Lục Thum bị đẩy đến tận cùng, nhưng giọng hắn ta vẫn gằn giọng. Thằng nào hiếp con bé đầu tiên? Vẫn im lặng. Lục Thum hất cằm ra hiệu cho tên lính áo đen hộ pháp cầm dao quắm sắc lạnh chuẩn bị hành hình. Cứ mỗi lần Lục Thum chỉ vào thằng tội đồ nào và bảo thằng này hả, thì thằng Dô hộ pháp cầm dao quắm lại thò tay nắm lấy hạ bộ của thằng đó, rồi lại bò ra nắm lấy hạ bộ thằng bên cạnh kề sao. Khi Lục Thum lại chỉ tay và hỏi, chẳng thằng nào dám ho he hóc hách. Khi ấy, Lục Thum mới lạnh lùng bảo tôi như quát. Thằng nào hiếp mày đầu tiên, nói đi. Thằng áo đen béo, tôi bảo, nhưng miệng vẫn chỉ há ra mà không ngậm lại được, u ơ chẳng rõ lời. Tôi cũng không nói được rằng hai con đực này còn bắn chết thằng lính áo đen lùn trẻ măng vì tranh nhau hiếp tôi. Tay tôi nắn nắn, sờ sờ lên cổ họng lúc nào cũng không biết nữa. Lục Thum gằn giọng, cục ít hầu giữa cổ chạy lên chạy xuống. Khốn nạn, hai thằng chó ngu làm con bé câm điếc rồi. Hai thằng đàn ông trần như nhộng giật thót mình, nhẫn nại chịu xung nộ của chỉ huy và hốt hoảng bởi lưỡi dao quắm sáng loá đang kề ở bên hông. Lục Thum đảo đôi mắt khỉ lồi bi ve đỏ đòng đọc nhìn thẳng vào mắt tôi. Cầm không nói được thì chỉ, thằng nào hiếp mày đầu tiên? Phản xạ tự nhiên như một cái máy, tôi giơ tay chỉ thẳng vào thằng lính áo đen béo, mặt thịt bự. Thiến! Giọng Lục Thum vừa dứt thì thằng Dô hộ pháp cũng kịp đưa một đường dao sắc ngọt. Ném bẹt cái hạ bộ mềm nhũn xuống đất cỏ. Cỏ cũng nhuộm máu đỏ. Thằng áo đen béo quần quại, dứt dây chói kêu thảm thiết, mắt như lồi ra, nhìn xuống giữa hai háng trống trơn. Máu xối đỏ.
Lục Thum vẫn lạnh lùng chỉ thằng áo đen gầy sang hô miệng thối hỏi tôi. Thằng này cũng hiếp mày chứ? Tôi lạnh lùng gật đầu. Lục Thum ra hiệu tên lính hộ pháp cầm sau quắm dừng lại. Lần này, tự tay Lục Thum hành xử tội đồ. Đầu nòng súng K-54 dí sát vào giữa háng thằng lính áo đen gầy đang run cầm cập và dịch chuyển dần vào giữa hạ bộ tên tội đồ. Đoàng! Chọn một băng 5 viên đạn lần lượt nổ tanh gọn vang lên. Khói đầu nòng súng K-54 bốc ra. Máu lại xối đỏ. Tôi không dám nhìn xem cái hạ bộ dày vào tôi bị nát bấy hay đã bay đi mất tiêu. Lục Thum phẩy tay ra hiệu cho những tên lính đứng bồng súng, trầu trực ở bên cởi trói, lôi hai tên tội đồ đi nơi khác. Chỉ một lát sau những tiếng báng súng đập bộp bộp là giọng kêu rống lên thảm thiết. Tôi nhận ra tiếng báng súng khô khan đập vào đầu và tiếng kêu quen thuộc của hai tên lính áo đen đã dày vò mình. Thêm một lát, những tiếng đập không đanh chắc nữa, tiếng kêu cũng yếu dần, rồi tắt hẳn. Tôi có thể mắc chuyện thằng Dô vừa trồm lên người tôi và sẽ lại chứng kiến cảnh Lục Thum hành xử với thuộc cấp man dợ tương tự như thế. Nhưng kết cuộc để làm gì? Để gánh nặng khiêng mang Lục Thum chút lên vai gầy của tôi và anh lính tù binh Việt Nam có phần hồn nhiên lơ ngơ kia ư? Nghĩ thế, nhưng việc đầu tiên lúc này là tôi lục lọi ba lô, lấy gói lá thuốc giấu đã phơi khô dự trữ. Dứt khoát phải tống một liều vào dạ dày để phòng cái dòng giống của thằng Dô áo đen sẽ mọc mầm trong bụng tôi. Chúng tôi đi thăm hồ cá sấu ở thị xã Xiêm Diệp, gần 200 con cá sấu lớn, hai răng xếp cời trên môi. Ngày xưa và bây giờ cho chúng ăn bằng cá đánh từ biển hồ. Người hướng dẫn nói, còn suốt 3 năm thời Pol Pot chúng ăn toàn thịt người. Còn cá lớn thì 7 ngày một bữa, mỗi bữa 2 con ăn một người. Một người bị chặt ra làm 3-4, cứ chặt đủ tiêu chuẩn thì thôi. Còn cá sấu con, 3 ngày ăn một bữa thức ăn là thịt người róc xương và băm nhỏ. Hiện những người róc xương và chặt người để nuôi cá sấu vẫn còn. Các anh muốn hỏi, chúng tôi xin mời đến gặp. Em bé câm trước đền Angkor, lê lịu. Mải trôi theo những ý nghĩ lộn xộn, đứt rời, cách quãng về cô gái câm và gã lính áo đen trong lùm cây tăm tối. Mải trôi về tuổi thơ đi nhòm trộm các anh chị lớn hôn nhau. Tôi không biết Sally đến bên từ lúc nào. Tay cô cầm một con dao găm chĩa về phía tôi. Giết! Tôi hơi giật mình. Khó hiểu được lòng dạ con gái Khmer. Cô y tá câm này có thể táo tợn xuyên lưỡi dao oan nghiệt vào tim tôi và ngoáy một cái. Nhưng tôi có tội gì với nàng ta đâu. Nàng còn ra hiệu cho tôi đi trốn cơ mà. Lưỡi dao nhọn tiến đến gần. Tôi dịch lui một cự ly giữ khoảng cách tối thiểu an toàn. Lưỡi dao đến gần nữa. Tôi lại dịch lui tiếp. Bất ngờ, lưỡi dao đưa một đường rất ngọn. Dây buộc vào gốc cây đứt bung. Bàn tay nàng cầm lấy tay tôi. Dùng cả mình. Bàn tay lạnh quá, chưa kịp định thần thì lưỡi dao đưa một đường nữa. Vòng trói hai cổ tay ở ngoài cùng đứt phật và dây trói bung ra. Nàng thu dao và dùng các ngón tay mềm lần mở các vòng tiếp theo. Mắt tôi chân chân nhìn nàng. Nàng chân chân nhìn tôi. Đột ngột, tôi vồ lấy con dao ở tay nàng và đứng vụt dậy. Nàng đứng vụt lên theo, giằng lấy con dao, giang hai tay chắn tôi lại. Đôi mắt chợt đỏ vằn lên, phóng ra ánh nhìn đổ lửa và cái đầu lắc lắc. Tôi nhận ra nàng đang ngăn không cho tôi manh động cầm dao giết đến hai tên đồng loại. Nàng ra hiệu cho tôi chuồn đi theo hướng tay nàng đang giang ra chỉ. Tình thế được thả xảy ra bất ngờ và nhanh quá. Tôi quay đầu, cúi gập bước thật khẽ được vài bước, bỗng quay lại. Nàng đã cúi xuống, xách cái ba lô của tôi và nâng hai tay đưa như người vợ tiễn chồng ra trận. Cô gái cầm nhoài người nhét vào túi cóc ba lô của tôi một phong lương khô. Tôi vẫn nhận ra đó là loại lương khô 701. Dành cho lính tráng và sĩ quan sơ cấp. Nàng ta lại ấn vào tay tôi con dao găm trong bao da. Bao có dây đeo dệt bằng sợi ni lông. Chẳng có lưu luyến hẹn hò, chỉ vài giây lưỡng lự nhìn thẳng vào mắt nhau, tôi như vồ lấy ba lô và quay bước trốn chạy. Nhưng chỉ được vài bước, tôi lại ngoắt lại thì thầm. Sally đi cùng tôi, đi. Tôi nhận ra cái lắc đầu dứt khoát âm thầm trong đêm. Tôi vẫn cố nài nỉ cô gái câm, giọng nhỏ vừa đủ nghe. Cô không thể sống nổi với hai con được đói khát,
đi cùng tôi đi. Vẫn những cái lắc đầu kiên quyết. Bọn nó sẽ giết cô. Cô gái câm lắc đầu ra hiệu sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi cô gái quay lưng.